Baby bus. Bạn có thích câu cá không? Hãy chọn một nơi để đi câu. Hãy cùng câu cá ở đây. Dưới biển. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Súng phóng xiên. Ống nhòm. Bình dưỡng khí. Chúng ta hết oxy rồi, hãy bơm bình dưỡng khí nào. Trước hết, hãy nối ống không khí. Bắt đầu bơm oxy. Bình dưỡng khí đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có nhiều loài cá đẹp ở dưới nước, hãy tìm chúng đi nào. Hãy theo chú cá nhỏ để tìm đàn cá. Đã tìm thấy đàn cá, bắt chúng đi nào. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Hãy bơi lên mặt nước an toàn. Làm tốt lắm, chuyến đi đánh cá dưới nước thành công. Đây là nhãn dán dành cho bạn. Hãy cùng câu trên biển. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Ống nhòm. La bàn. Lưới đánh cá. Lưới đánh cá bị hỏng, hãy sửa nó đi nào. Trước tiên, hãy cắt tỉa hết chỗ rách đi. Lưới đánh cá đã đi sửa. Hay lắm, đi câu thôi. Đàn cá ở đâu? Dùng ống nhòm tìm chúng đi nào. Nhìn kia, có rất nhiều cá chìa vôi.
đã tìm thấy những con cá thu. Đã tìm thấy một đàn cá mòi. Ở đây có một đàn cá, bắt đầu đi thuyền đánh cá và đuổi theo đàn cá. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Vẫn còn lại một ít. Có nhiều rác quá, hãy nhặt nó lên. Cố lên, bây giờ còn rất ít rác thải. Ồ, làm tốt lắm. Đàn cá đi rồi, hãy đuổi theo chúng. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Đàn cá cuối cùng đã ở đây rồi. À, hãy đuổi lũ mòng biển đi. Mòng biển đã bay đi, hãy bắt đầu đánh cá nào. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Hay lắm, chúng ta đã hoàn thành công việc đánh cá, bạn thật tuyệt vời. Đây là nhãn dán dành cho bạn. Có loài cá nào ở đây? Trên băng. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Hộp đồ ăn của cá. Máy khoan băng. Cần câu. Hãy cùng lắp cần câu trước khi đi câu cá. Lắp ráp các thành phần. Phao. Dây câu. Vòng chuyển đổi. Lưỡi câu. Buộc chặt lưới câu để bắt được cá to. Cần câu đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Loài cá nào sống ở dưới băng, hãy khoan các lỗ trên băng và bắt đầu câu cá. Đầu tiên, khoan một vài lỗ trên mặt băng. Mồi loại thức ăn cá thích vào lưỡi câu. Bắt đầu câu cá. Cá đã cắn câu. Cố lên. À, chúng ta câu được một chiếc giày. Vẫn còn rất nhiều cá. Bắt ôi không, chúng là thực vật thủy sinh. Làm rất tốt, chúng ta đã bắt được rất nhiều cá. Tặng bạn một nhãn dán. Ở ao. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Găng tay. Lưới đánh cá. Hộp đồ ăn của cá. Chúng ta hết thức ăn cho cá rồi, hãy làm thêm đi. Cần một ít hạt ngô để làm đồ ăn cho cá.
đã sẵn sàng, đồ ăn cho cá phải được đặt trong hộp. Đồ ăn tươi cho cá đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có rất nhiều loài cá trong ao, hãy tìm chúng đi nào. Cá nhỏ đang ẩn nấp, hãy bỏ những lá sen ra. Sau đó cho cá nhỏ ăn. Hãy bắt đầu vớt cá nào. Bạn có thể bắt con cá này không? Những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. Bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. Hãy giúp tôi. Ồ, chúng ta đã bắt được rất nhiều cá. Tặng bạn một nhãn dán. Có loài cá